chào tất cả nhà yêu và mọi người. Hôm nay em đang đi cùng bạn trên xe để đi đến vườn hoa Chinese Tea Garden. Nó gọi là cái vườn thôi, là cái hòn non bộ, chứ không có bông, có hoa. Mà phong cảnh là rất là đẹp, nhìn thích lắm luôn. Hôm nay thì thời tiết cũng hơi lạnh lạnh, cho nên là trên xe là phải mở sưởi. Ở bên Texas nó thời tiết nó hơi khác, sáng thì nó lạnh lạnh, trưa thì ấm, tối thì lạnh. Bây giờ là cũng sắp chuyển qua mùa hè rồi nhưng mà vẫn còn lạnh. Tụi này sắp tới vườn hoa rồi, đang trên đường đi từ khách sạn đi lại đây. Nếu mà lái xe thì không có xa lắm đâu, nhưng mà đi bộ thì chắc đi không được, tại vì xe cộ không hà. Rồi sắp tới vườn hoa rồi, xin mời mọi người cùng theo chân nha. Đi vườn hoa chơi nè. Tới rồi. Ok, bây giờ mình đi vườn hoa chơi
không sao. Ok, bây giờ cái dư cái sở thú này nó gần vườn hoa. Tụi này sẽ mua vé đi vô sở thú trước, đi vô cái zoo này trước một tí xíu, rồi đi vô chơi xong rồi chạy qua vườn hoa để quay phim cho mọi người xem nha. Rồi, xin chào mọi người, xin chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ mà mình đã trở lại cái vườn Chinese Tea Garden rồi nè, phong cảnh rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Wow, cái cô này dẫn cái con chó bự quá luôn. Mình thấy ai mà có con chó là bự là đi xa xa là tránh rồi nha. Phong cảnh ở đây rất là đẹp, nhìn thơ mộng. Đó, có cá nè, cá rất là to, bự lắm. Mà tại vì đứa nào đứng ở trên cao quay xuống cho nên nhìn con cá nó nhỏ. Hoa bông gì nè, cái này là nó giống như là hòn non bộ. Nó gọi là Chinese Tea Garden. Mới đầu mình cứ tưởng là garden là cái vườn hoa, vườn bông. Nhưng mà không phải. Tại vì nói chung là mình cũng mới đi qua đây thăm lần đầu thôi. Mới đi qua Texas lần đầu tiên, first time visit thôi. Nghe bạn mình nói đi cái garden, mình tưởng đi cái vườn hoa. Nhưng mà không phải, làm háo hức để chụp hình với hoa đẹp. Cá nè, to lắm luôn, nhưng mà tại quay xa xa đó. Ở đây mà vô mà quay cảnh rất là đẹp, nhìn nó thơ mộng lắm. All right.
Đó, đẹp rồi. Ok. Thank you.